Công ty Việt Nam Nông nghiệp sạch xin giới thiệu với quý bà con nông dân sản phẩm thuốc trừ sâu Melia đỏ, thành phần gồm có một hoạt chất là a abamectin. Melia có tác dụng trị các loại sâu như sâu cuốn lá, rầy xanh, sâu tơ. Sau đây công ty sẽ giới thiệu cho quý bà con một sản phẩm có công dụng tương tự, diệt côn trùng ATT có công dụng trừ các loại sâu hướng dẫn sử dụng pha 10 đến 20 ml thuốc bình 25 lít thời gian cách ly 5 ngày sau khi phun quý bà con lưu ý gọi vào số hotline để được kỹ sư tư vấn chi tiết hơn đặc biệt cây công nghiệp cây ăn quả bị bệnh công ty Việt Nam nông nghiệp sạch có sản phẩm diệt nấm khuẩn ATT là sản phẩm được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay nên hiệu quả cao và phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap Sản phẩm trừ bệnh sinh học nên phù hợp với việc trừ bệnh trên các vườn cây trong các trì sọc, sân gôn, farm nông trại. Quý bà con muốn mua hàng hoặc muốn tư vấn vui lòng liên hệ hotline 0919 817 033 hoặc có thể để lại bình luận phía bên dưới video. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video.